Vào đây con. Bình thường cuối tuần nào bác với mẹ con cũng hẹn hò. Hôm nay mới mời được con sang đây đấy. Ơ đây là con gái bác à? Không, đây là giúp việc nhà bác. Bác làm gì có con gái đâu. Bác được mỗi thằng Khanh mà nó chưa đi làm về cháu ạ. Thảo, nào cho tôi mỗi cốc nước, mấy đĩa hoa quả ra đây để tôi tiếp khách quý. Anh Khanh đang làm công ty nào hả bác? Nó làm công ty của Hàn ấy mà. Nó cũng giỏi tiếng Hàn lắm. Hai đứa gặp nhau, cháu cứ nói chuyện tiếng Hàn ấy nhỉ. Khanh, về rồi hả con? Con chào mẹ, hôm nay mẹ có khách ạ? Đây là Vi, con Bác Thái, bạn của mẹ đấy. Em nó giỏi lắm, mới đi du học bên Hàn về đấy. Con lại đây, rồi hai đứa nói chuyện nhé. Em chào anh Khanh, nghe bác gái giới thiệu mãi mà hôm nay em mới được gặp anh. Ôi, nhìn anh đẹp trai hơn cả trong hình. Cô làm gì thế hả? Đi đuổi khách thế hả? Mau đi lấy chiếc cốc nước khác và lau sạch chỗ này đi. Để con dâu tương lai của tôi đi lại cho an toàn. Lau cho sạch vào đấy. Vi đi học bên Hàn là học ngành gì vậy em? Dạ, em học quản trị kinh doanh anh ạ. Ngày xưa anh mê tiếng Hàn lắm. Giá mà hồi đó anh xin mẹ đi Hàn thì chắc bây giờ tương lai đã sáng lạn hơn rất nhiều rồi. Em thấy anh cũng rất giỏi mà. Cô ra chợ mua cái gì ngon ngon về nấu cơm để tôi đãi khách. Nhớ phải mua đồ tươi ngon nhá. Mẹ định lấy vợ khác cho anh Khanh ạ?